Để dân thì giờ cầu nguyện buổi sáng hôm nay lên cho Chúa, chúng ta cùng với nhau để hiệp ý mà dân thì giờ này lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời để Chúa cai trị và ban phước trên thì giờ nhóm của thánh thể chúng ta. Xin mời cô Trân vui lòng cầu nguyện thay. Mời cô Trân. Lại ban Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ngợi khen Chúa không thôi vì những gì Chúa ban cho chúng con là nhiều không xuể kể. Cảm tạ Chúa được là con cái của Ngài. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ngợi khen Chúa một ngày tốt lành Chúa ban cho chúng con sau giấc ngủ nghỉ bình yên để chúng con được hiệp với bề chân Ngài để thờ phượng Ngài trong sự vui thỏa phước hạnh bình an và quyền năng vinh hiển đều thuộc về Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng buổi thờ phượng lên ba ngôi Đức Chúa Trời cải trị và Thầy Sinh Cha ban cho một sương mù quốc dũng được đầy ơn để ông dẫn dắt chúng con vào lẽ thật của lần này, và mở trí mở mắt mở lòng chúng con ra để đón nhận lời thánh của Ngài. Người giảng người nghe không lấy nghe làm đủ mà phải cẩn thận làm theo và được Cha ban ơn chúc phước cho trong sự mình vâng lời. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con giờ này xin Cha dâng trình tất cả mọi anh chị em chúng con trong bàn tay dưới bốn cánh của Cha và xin Cha tại trị trong giờ nhóm này. Nguyện xin buổi thờ phượng tràn đầy sự vinh hiển của Chúa. Chúng con đồng một lòng hợp ý và thành kính cầu nguyện nhân danh Nhân nghe danh Chúa Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin chúng ta cùng đọc lại câu gốc của buổi sáng hôm nay trong Esai đoạn 37 câu số 6. Chúng ta cùng đọc chung lại câu gốc này hai lần chung với nhau. Xin chúng ta cùng đọc. Esai bảo rằng: Tôi bảo là này này là lời các ngươi sẽ các tâu lại tâu cùng lại chủ mình. chủ mình Đức Giê-hô-va có phán như vậy: chớ sợ về những lời ngươi đã nghe là lời của tôi tớ vua A-si-ri dùng mà nói phạm ta. Ê-sai bảo rằng: này là lời của các ngươi sẽ tâu sẽ tâu lại cùng chủ mình. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: chớ sợ về những lời ngươi đã nghe là lời của tôi tớ vua A-si-ri dùng mà nói phạm ta. Ê-sai bảo rằng: này là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: chớ sợ về những lời ngươi đã nghe là lời của tôi tớ vua A-si-ri dùng mà nói. Ê-sai đoạn 37 câu 6. Xin chúng ta học tiếp trong buổi sáng hôm nay ở trong Ê-sai đoạn 37 từ câu số 14 cho đến câu số 26. Ê-sai đoạn 37 từ câu 14 đến câu số 26. Xin nhờ cô Trinh đọc dùm cho đoạn kinh thánh này. Dạ, em xin phép được ạ. Ê-si-chia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất, Ngài đã dựng nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem. Xin nghe mọi lời mà Sanchirip đã khiến nói cùng tôi để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước Assyri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa,
nhưng ấy chẳng phải là các thần, bèn là việc của tay người ta bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay Sanherib, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Jehovah. Esai, con trai của Amos, bèn khiến người tâu cùng vua Ezechia rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng Sanherib vua Assyri, này là lời Đức Jehovah đã phán về nó: Gái đồng trinh Siôn khinh dễ ngươi, nhạo cười ngươi, gái Jerusalem lắc đầu sau ngươi. Ngươi đã đổ thách, ngươi đã đố thách và nói phạm đến ai? Ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng đấng thánh của Israel. Ngươi đã dùng các tôi tớ mình mà đố thách Chúa, nói rằng: Ta đem muôn vàng cổ xe lên trên chót núi, là nơi xa thẳm của Liban. Ta sẽ đốn những cây tắc rất cao, cây tùng rất xinh, vào đến trên đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt. Ta đã đào đất và uống nước, dùng bàn chân làm cho cạn mọi sông Ê-díp-tô. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững, cho nên gò đóng đổ nát. Tới câu 26 phải không, mục sư? Dạ, tới đây. Cảm ơn rồi. Được rồi. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta cùng với nhau để chúng ta có thể hiểu về một ít về Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta cùng nhóm họp lại hàng ngày. Thì Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và nhóm họp đó, chính là đấng ngự trên các cherubim, và Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước ở trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Đó chính là điều mà tại sao mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta có được cái sự phước hạnh tốt lành hơn tất cả các thần tượng khác ở trên thế gian này. Trên thế giới chúng ta cũng đều biết rằng có nhiều vị thần, nhiều thần tượng, nhiều cái lý thuyết về vấn đề thần linh. Từ đời cổ đại của La Mã đã có những cái vị thần ở trên các đỉnh núi Olympia, hay là có những cái vị truyền thuyết về các thần sấm, thần sét, thần, những các vị thần mà rất là linh thiêng. Rồi cũng có những các đạo giáo thì dạy dỗ cho con người về cái nếp sống đạo đức tu thân, nhưng mà không có một cái vị thần nào mà lại nói rằng là đấng mà tạo dựng nên trời và đất. Chỉ là có nhiều cái vị thần mà người ta tôn sùng rồi người ta cúi đầu thờ lại, nhưng cuối cùng thì người ta không thấy được cái quyền uy thật là lớn mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho con cái của Ngài. Cho nên khi Ê-xê-chia nhận được cái thơ của Sanherib xong, thì ông đã lên nhà của Đức Giê-hô-va và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta khi đối diện trước một cái sự thử thách nào, sự thách đố nào của thế gian, của người đời, hoặc là của hoàn cảnh, nếu chúng ta học theo cách của Ê-xê-chia tại đây, chúng ta sẽ thấy mình có một cái sức mạnh để mà chúng ta được đứng vững, không có sự sợ hãi. Đó là chúng ta phải ra mắt Chúa liền khi chúng ta gặp phải những cái lời thách đố hoặc là những cái sự khó khăn. Chúng ta trình dâng cho Chúa, chúng ta nhờ cậy nơi Chúa trước hết để Ngài sẽ mở đường cho chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài là quyền năng thật là cao cả, và không ai có thể thách đố đối với Đức Chúa Trời được. Chúng ta là cũng thấy rằng khi nói về Đức Chúa Trời là đấng ngự trên các cherubim, có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài có thiên sứ hầu hạ. Ngài không phải là một vị thần cô đơn, không phải là một vị thần cô độc, và chỉ dùng có sức của Ngài, dùng quyền của Ngài. Nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng cai trị và ngự ở trên các cherubim, tức là các thiên sứ, các thiên binh, mà Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đó, danh xưng Đức Giê-hô-va vạn quân, có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài cai trị
cả một cái đạo binh thiên sứ rất là đông ở trên trời, để rồi Ngài sai phái các thiên sứ làm những các công việc của Ngài một cách rất là tốt đẹp. Và bởi vì đó mà chúng ta cũng thấy rằng các tôi tớ của Chúa thường hay nói đó là chúng ta có những thiên sứ vây quanh ở nhà của chúng ta, hay là thiên sứ vây quanh trên đường đi của chúng ta, mọi việc làm của chúng ta. Thơ tính của Hebrew trong đoạn 12 thì nói rằng chúng ta quăng lấy mọi sự vấn vương ở trong đời này mà chúng ta theo đòi cuộc chạy đua, bởi vì chúng ta có nhiều người đang nhìn xem, tức là các thiên binh, rồi các con cái của Chúa đã sống và vẫn đang được sự sống ở trên trời, và họ vẫn đang nhìn xem và giúp đỡ, khích lệ đời sống của những người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng mà Ngài có ở trong tay cái quyền hạn thật sự. Chứ còn nếu như mà nói về thần linh thì nhiều người họ không có sợ, bởi vì họ nói rằng thần linh nhưng mà thần thì không có cái quyền hạn gì đối với trên con người. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Ngài là đấng có các thiên sứ để Ngài điều khiển, và chính các thiên sứ đó thực hiện những công việc của Đức Chúa Trời một cách rất là chính xác, rất là tốt lành cho các con cái của Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài nghiêng tai nghe, Ngài mở mắt thấy, Ngài nhìn xem những cái lời mà những cái kẻ thù nghịch thách đố. Chúng ta biết rằng những cái người mà họ không có thách đố Đức Chúa Trời thì Ngài để cho họ sự bình yên. Nhưng khi mà cái những người mà thách đố về quyền lực của Đức Chúa Trời đó thì họ không có được yên. Đây là một cái quy luật rất là rõ ràng của đời sống khi mà chúng ta thuộc về Chúa. Nếu chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy mỗi ngày sao mà mình bình yên quá. Chúng ta nếu thấy chúng ta ở trong cái cuộc sống mà chúng ta không có cái điều gì phải rối loạn, phải lo lắng, thì đó là vì cớ Đức Chúa Trời Ngài đã sai thiên sứ của Ngài, Ngài đã bảo bọc và gìn giữ cho chúng ta trong cái sự bình yên đó, chứ không phải là chúng ta dễ dàng đâu. Bởi vì ma quỷ thì luôn luôn nó là kẻ thù, luôn luôn gây những cái sự rối loạn cho mọi người hàng ngày. Và thậm chí nhiều gia đình con cái của Chúa mặc dầu đang yêu mến Chúa, đang sốt sáng hầu việc Chúa, nhưng mà ma quỷ nó vẫn có thể xen vào bằng những cái cách này cách khác để gây những cái sự khó khăn, gây những cái điều buồn phiền, gây những cái điều rối loạn nữa. Cho nên đó là điều để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ giúp đỡ nếu chúng ta biết rằng Chúa đang nhìn xem, Chúa đang nghe, Chúa đang thấy những cái việc mà có những cái khó khăn, có những cái nỗi buồn, có những cái sự thử thách mà ma quỷ đang xen vào trong đời sống đức tin của những người thuộc về Chúa. Rồi chúng ta lại cũng thấy rằng hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước Assyria đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa. Nhưng ấy chẳng phải là các thần bèn là việc của tay người ta bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay Sanherib, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy trong cái đời sống tin kính của con cái của Chúa đó là chúng ta không có đối phó với quyền thế của thế gian, nhưng trái lại chúng ta giao phó mọi việc trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có một cái lời nói hay là có những cái cách hành xử của những người bạo lực theo cách như những người đời đối xử với nhau. Nhưng khi chúng ta ở trong tay của Chúa và chúng ta được quyền năng của Đức Chúa Trời thì chúng ta có một cái năng lực, có một cái sự mạnh mẽ trong đức tin mà khiến cho kẻ thù phải sợ hãi. Và điều này Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho con cái của Chúa những cái sức mạnh vô hình mà chúng ta không có thể nào hiểu được rằng cái điều này nó đến từ đâu. Nhưng mà ma quỷ thì nó biết. Ma quỷ thì hay là những kẻ thù nghịch khi mà nó muốn hãm hại một con cái của Chúa, hay là nó muốn gây ra một cái điều gì cho
cho những người thật sự có cái lòng tin kính nơi Đức Chúa Trời thì trước hết là nó cũng phải cân nhắc, nó cũng phải sợ trước. Thông thường thì tôi có nói với các con cái của Chúa đó là cái việc bình thường của người đời thôi, mà khi mà người ta muốn làm hại một người nào hay là người ta muốn làm cho một cái người nào đó bị những cái điều nguy hiểm thì người ta cũng phải biết trước cái người mà người ta sẽ phải làm hại đó là ai. Rồi thì sau đó thì họ mới, nếu là kẻ hung dữ thì họ mới dám ra tay. Còn nếu như là một cái người hiền lành, một người đàng hoàng, tử tế thì không ai dám nghe là làm hại những cái người đó cả. Một câu chuyện mà tôi nghe ông Lâm Văn Kiệt ngày xưa là thư ký của Hội Thánh Hòa Hưng, ông có kể lại rằng khi mà ông mướn nhà ở trên ở gần ngã tư Hàng Xanh thì con trai của ông sanh được một đứa cháu cũng được mấy tháng thì nó thường hay khóc. Thì một ngày nọ cái nhà kế bên cái cũng khu, trong cái khu trọ đó thì có những thanh niên đi ngang qua trước nhà lại nổ bô làm cho cái tiếng động nó ồn ào lớn ở trong cái khu phố. Thành ra con trai của ông phải đi ra và nói chuyện để kêu cái người thanh niên nó đừng có làm ồn ào để con của em nó không có bị thức, không có bị khóc. Thì ra nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà những cái thanh niên đó lại là những cái người mà hung dữ và họ gây sự, nhưng mà họ không có gây sự liền, nhưng họ hăm dọa, họ nói rằng họ sẽ thanh toán. Và khi mà họ hăm dọa xong rồi thì họ bỏ đi. Thì họ bỏ đi xong rồi thì một tuần lễ sau thì những cái người ở trong xóm đó họ nói rằng những cái kẻ mà hăm dọa gia đình của ông đó thì nó bị bắt hết rồi. Nói sao vậy? Nói rằng nó là một cái băng trộm cướp ở trên cái xa lộ, và trước khi mà nó đi trộm cướp đó thì nó có hăm dọa nhà ông phải không? Ông nói đúng rồi. Thì nó có đi qua đi lại chung quanh đây và nó hỏi mọi người ở trong xóm này cái ông này là ai vậy, ông này như thế nào. Và nó sẽ dự định là sau khi mà nó cướp xong cái vụ cướp đó rồi đó thì nó sẽ quay trở về và nó sẽ thanh toán cái gia đình của ông đó. Nhưng mà bây giờ thì nó đã bị bắt rồi. Thì khi mà ông kể lại như vậy thì thấy rõ ràng là quyền năng của Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn gìn giữ cho các con cái của Chúa trước những cái quyền lực, trước những cái điều tội lỗi hay là những cái điều đen tối của thế gian. Và chính cái điều này khiến cho chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không có bị những cái sự lo lắng, sợ hãi vì cớ những cái sự hăm dọa, những cái điều nguy hiểm mà ma quỷ muốn làm cho con cái của Chúa phải nao núng đức tin, muốn làm cho con cái của Chúa đừng làm những cái việc mà theo lời của Chúa dạy, mà cứ làm theo những cái cách xử sự của thế gian này, theo cái đường lối của loài người. Và khi chúng ta làm những cái việc như vậy, chúng ta sẽ thất bại vô cùng. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ gặt hái những cái điều nguy hiểm vì cớ ma quỷ mạnh hơn loài người rất là nhiều. Ma quỷ và những kẻ thù nghịch thì không bao giờ có một cái sự tha thứ nào hết. Cho nên nếu như những con cái của Chúa Trời mà lại đi theo những cái đường lối của Satan hoặc là nghe những lời của ma quỷ mà không có vâng lời của Chúa dạy, không có một cái đời sống mà hiểu biết rằng Chúa binh vực cho chúng ta, Ngài đã sai thiên sứ của Ngài nhìn thấy và bảo bọc cho chúng ta từng ngày một rồi, và đến lúc khó khăn, đến lúc nguy hiểm thì chúng ta lại quay ra, chúng ta lại đầu phục thế gian và chúng ta sợ hãi những cái lời hăm dọa vì cớ chúng ta không có đi theo đường lối của Đức Chúa Trời nữa, mà chúng ta lại muốn làm theo cho vừa ý vừa lòng với những cái kẻ hung dữ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể thoát khỏi được những cái quyền lực của thế gian đâu. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện như thế này: hỡi Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay Sanherib, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Jehovah. Ở tại đây câu kinh thánh này nói cho chúng ta một cái điều cũng rất là rõ rệt trong cái lời cầu nguyện. Người đời thường hay nói đó là quan có nợ, quan có chủ, nợ có đầu. Nghĩa là cái người nào mà hăm dọa, người nào làm hại
thì chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài gìn giữ chúng ta khỏi cái người đó, chứ không phải là chúng ta cầu nguyện cách bâng quơ, nghĩa là có người, nghĩa là trong cái quyền lực của Satan thì nó không phải là nói cái vô hình là không biết ai, hoặc là chúng ta đánh một cái gọi là đánh trận bá vơ hay là đánh gió, nhưng mà chúng ta ở trong Chúa, Chúa cho chúng ta biết rằng có cái người nào đó, có ai đó một cách rất là rõ ràng họ dám tuyên bố, giống như là ở trên thế giới mà khi mà người ta đánh nhau đó, ví dụ như IS chẳng hạn đặt bom ở tại Iraq chẳng hạn, thì sau khi cái vụ đặt bom xong rồi thì nó cũng xin nhận rằng nó là chính là kẻ chủ mưu đứng ra để mà đặt cái bom đó. Thành ra khi đó thì người ta biết rằng đây là IS, kẻ khủng bố đã đánh bom và làm chết nhiều người, và họ ghi cái dấu ấn của cái sự thù nghịch đối với Đức Chúa Trời điều đó, và khiến cho sau đó thì nó sẽ chuốc lấy những cái hậu quả. Thì cũng vậy, ở tại đây Đức Chúa Trời Ngài cũng dạy dỗ cho chúng ta khi đối diện trước những cái hoàn cảnh thử thách, thì những cái người nào hay là những ai thật sự là muốn đương đầu với Đức Chúa Trời thì họ cứ ra mặt và chúng ta cứ cầu nguyện với Chúa để Chúa giải cứu chúng ta khỏi những người đó. Chứ chúng ta không có nói cái hồ nghi, chúng ta không có sống trong cái sự nghi ngờ mà gọi là nói người này, nói người kia, hoặc là nói bóng, nói gió. Điều đó là ở trong Chúa thì điều đó Chúa không có đẹp lòng, và Chúa cũng không có giải quyết, giải cứu cho những cái người mà khi mà chúng ta không biết rằng cái kẻ thù của mình là ai, cái điều gì mà mình đang phải phạm phải, để rồi mình không có nói lên hay là công bố lên cái tên tuổi, cái người, cái nhân vật hay là những cái điều mà mình đang bị bắt bớ, đang phải sống ở trong cái sự khổ cực đó. Chúa nói với chúng ta hãy nói riêng với Chúa, chúng ta hãy trò chuyện với Chúa về cái hoàn cảnh mà chúng ta đang bị một cái thế lực nào đó, một cái người nào đó họ áp bức, họ đang hăm dọa, họ đang có những cái đường lối để mà chống đối lại với Đức Chúa Trời, thì chúng ta cứ cầu nguyện với Chúa về cái người đó, cho người đó. Thành ra Chúa Giêsu nói rằng hãy cầu nguyện cho kẻ thù ngươi là như vậy đó. Khi trong các ngươi thì các ngươi hãy cầu nguyện cho kẻ thù, tức là cầu nguyện cho cái người mà đối xử với chúng ta, đối diện với chúng ta trong cái tinh thần của những sự hăm dọa, bắt bớ. Và khi đó thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an, trước hết là chúng ta có sự mạnh mẽ, và sau nữa là chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ giải quyết, giải cứu chúng ta khỏi con người đó, chứ không phải là chúng ta nói một cách bâng quơ hay là nói chung chung về người này người kia, hoặc là những cái việc mà nó không có gì gọi là bắt bớ, không có gì khó khăn, mà chúng ta lại tự nhiên chúng ta lại nói những cái lời nói mà hung dữ, hung ác với cái người khác, tức là chúng ta vu khống đó, thì không có được. Cho nên Chúa nói với phải chúng ta những cái điều mà chúng ta biết được và thấy được đang phải đối diện rất rõ ràng với ai, với người nào, với việc gì, chúng ta sẽ trình dâng cho Chúa một cách rất là cụ thể. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng Sanherib của Assyria. Chúng ta thấy không, câu số 21 thì lời của Chúa nói rất là rõ: vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng Sanherib của Assyria, thì Chúa mới đáp lời. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì cớ vua Ê-xê-chia đã đang bị áp bức, đang bị bao vây, đang bị hăm dọa bởi vua Sanherib, cho nên ông đã cầu xin Chúa nghịch cùng Sanherib của Assyria, và Chúa đã đáp lời cho vua Ê-xê-chia về cái điều này. Đó là Đức Giê-hô-va đã phán về nó: gái đồng trinh Si-ôn sẽ khinh dễ người, nhạo báng người, gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau người. Người đã đố thách và nói phạm đến ai? Người đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng đấng thánh của Israel. Người đã dùng các tôi tớ mình mà đố thách Chúa, nói rằng: ta đem muôn vàng cổ xe lên trên chót núi, là nơi xa thẳm của Liban. Ta sẽ đốn những cây bách đất cao, cây tùng đất sinh, vào đến trên đỉnh núi đất cao, trong rừng của rừng tốt. Ta đã đào đất và uống nước, dùng bàn chân làm cho cạn mọi sông Egypto. Người há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao?
hiện nay ta khiến xảy ra hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên rồi gọi đóng đổ nát. Chúa đã làm nhiều cái việc uy nghiêm quyền năng của Ngài ở trên sông núi ao hồ trên thiên nhiên, cho nên dầu cho có một cái người nào kiêu ngạo về những cái việc mà họ đã làm ra thì Đức Chúa Trời Ngài cũng đã định sẵn trước hết tất cả mọi việc rồi. Ngài đã định trước cái số phận của những con người kiêu ngạo. Ngài đã định trước về những cái quyền lực của con người sẽ không có thể nào vượt qua được cái quyền hạn của Đức Chúa Trời được hết. Chúng ta thấy điều mà trong tự nhiên rất là rõ, đó là khi Ngài đã tạo dựng nên đất và biển thì Đức Chúa Trời Ngài đã định cái mức là nước biển nó tới bờ biển thôi, nó không có được vào trong đất liền, cho nên nó không có làm hại cho con người được. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy có những cái bãi biển đẹp, chúng ta đi Vũng Tàu chúng ta tắm, chúng ta đi ra Phan Thiết chúng ta tắm, và nhiều cái bãi biển trên thế giới này được nhiều người đi đến để mà tắm, vì cớ nước biển nó chỉ tới cái mí đó thôi chứ nó không được vượt qua. Chỉ khi nào có sóng thần thì nó mới làm hại con người thôi, nhưng mà nó rồi nó phải rút ra trở lại và nó trả trở lại với cái giữa cái biên giới giữa biển và đất. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn nhắc nhở cho mỗi đời sống của các con cái của Chúa rằng cái biên giới của con cái của Chúa và thế gian thế tục nó phải có một cái quy định rất là rõ ràng. Nếu chúng ta đi trong đường lối của Chúa, chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài đã lo liệu, Ngài định cho chúng ta một cái cuộc sống bình an. Còn nếu chúng ta bon chen, chúng ta tranh giành, chúng ta hơn thua, chúng ta muốn được giống như là những người thế gian đang có những cái điều mà tội lỗi hay là những cái điều xấu, chúng ta cũng không có hề từ bỏ, hoặc là chúng ta cũng không có một cái ranh giới giới hạn nào trong cái vấn đề đạo đức, về vấn đề đời sống giữa cơ đốc nhân và một người thế tục cả, thì chúng ta hãy coi chừng, bởi vì chính những cái điều đó mà Đức Chúa Trời Ngài nổi cơn thịnh nộ và Ngài chiến đấu, Ngài nghịch cùng những kẻ thù nghịch, kể cả người đời hay là kể cả những con cái của Chúa, nhưng lại cư xử và sống theo những cái đường lối của thế gian và của những cái điều tội lỗi. Đó chính là điều mà Chúa đã công bố với Sanchirip, và Ngài đã cho thấy rằng chính cái đạo binh của ông sẽ bị thất bại. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học câu gốc ở trong câu số 16. Chúng ta cùng đọc lại câu gốc của buổi sáng hôm nay hai lần chung với nhau. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel là đấng ngự trên các cherubim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel là đấng ngự trên các cherubim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Chúng ta có những cái vấn đề gì cần cầu nguyện, xin chúng ta cứ nêu lên trong thời gian này. Dạ, tôi cảm ơn Chúa ban cho gia đình tôi tuần lễ bình an phước hạnh, và xin Chúa cũng ban trên hai con của Thục Quyên, hai cháu được học cầu nguyện mỗi đêm cháu học, nhưng mà cháu nói cũng chưa được rõ ràng lắm. Dạ, xin Chúa cũng mở miệng cho con trai của Thục Quyên nó nói chuyện cho nó rõ. Mục sư ơi, nó nói chuyện giống như tiếng Nhật chứ tiếng Trung Quốc không à, nó không có nói tiếng Việt Nam. Dạ, chỉ có mình lắng tai mình nghe thì mới hiểu được thôi, nó nói liếu xíu vậy đó. Dạ, xin mục sư cầu nguyện để cho Chúa mở miệng cháu cho cháu nói rõ ràng. Dạ. Dạ. Dạ, xin mục sư cầu nguyện cho Huy á. Xin Chúa cho Huy mở lòng bình an và chấp nhận những cái điều kiện mà sống hiện tại.
Chúa mở đường cho hai chị của nó có thể giúp đỡ và thích nghi được với lại cái bên đó. Dạ. Xin mục sư cầu nguyện tiếp cho anh Hùng, mục sư ơi, để cho anh sớm xuất viện. Dạ. Chúng ta cùng hãy bí lại để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì một tuần lễ đã trôi qua. Mọi sự đều được Chúa ban phước một cách thật là tốt lành trên đời sống của các con cái của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì cớ Chúa luôn luôn thăm viếng và gìn giữ cho chúng con trên đức tin của chúng con khi đứng trước những sự bắt bớ, trước những quyền lực của những điều tội lỗi, của những điều mà ma quỷ đang dùng nó để hành hạ chúng con. Nếu như trong đời sống của chúng con đang đối diện trước một cái quyền lực của Satan, đó là chúng con phạm tội về sự tham lam cờ bạc, thì chúng con phải xin nhận ra ở trước mặt Chúa rằng kẻ thù này chính là kẻ thù mà đang làm cho đời sống của chúng con điêu đứng, để rồi chúng con sẽ xin nhận ra trước mặt Chúa và cầu xin với Chúa là đấng đã cai trị trong lòng con người, là đấng có quyền lực để đánh tan cái quyền lực của Satan trong sự tham lam, trong sự dối trá mà nó đã hành hạ chúng con, khiến cho chúng con trở nên cái người phải cờ bạc, để rồi chúng con được trả trở lại với một cái nếp sống bình thường. Nếu đời sống của chúng con có những cái sự tham dục, tham muốn nào về những cái tội lỗi riêng tư của chúng con, thì trong những giờ phút của chúng con muốn Chúa giúp đỡ, thì chúng con phải xưng ra cái tội lỗi đó ở trước mặt Ngài. Xin đừng để cho chúng con giấu kín ở trước mặt Chúa. Vì cớ chúng con ở tại đây thì chúng con có thể cầu nguyện chung với nhau. Nhưng mà Chúa muốn chúng con rằng chúng con phải đóng cửa phòng riêng để chúng con nói chuyện với Chúa là điều quan trọng nhất, để chúng con có thể được Chúa ban thưởng, được Chúa tha thứ, vì cớ chúng con đã đang nói chuyện với Chúa về những kẻ thù của chúng con, những kẻ nghịch cùng chúng con có tên tuổi đàng hoàng, có cái điều mà làm cho đời sống của chúng con đang điêu đứng hiện nay. Thì xin Chúa cho mỗi người đều nói ra trước mặt Chúa về cái tội lỗi của mình, về những cái sự yếu đuối bất toàn của mình, và những điều đó đã ngăn trở khiến cho chúng con phải sợ hãi, khiến cho chúng con yếu đuối, khiến cho chúng con đã phạm tội cùng với Chúa. Là Cha Thánh của chúng con tha thiết này xin với Cha, xin đừng để cho chúng con trở thành những cái người quá quen thuộc với một nếp sống tội lỗi, hoặc là quá dễ dàng với những cái tánh hạnh, tánh tình riêng tư của mình mà chúng con không có những sự thay đổi trong đời sống. Nếu chúng con còn giữ lòng ganh tị, chúng con còn có những sự ghen tương, chúng con còn có những sự tức mình bất cứ ai, hay là chúng con có điều gì mà khiến cho lòng của chúng con vẫn còn có những sự nặng nề, thì xin Chúa cho chúng con đến gặp Ngài và chúng con phải trình dâng cho Chúa, để rồi chúng con mới được giải cứu khỏi những điều đó. Bằng không, chúng con biết rằng có nhiều kẻ thù nghịch chúng con, có nhiều kẻ mà chúng con ganh tị, có nhiều người chúng con vẫn còn có lòng ganh ghét hơn thua, thì những điều đó Chúa sẽ không đẹp lòng chúng con chút nào hết. Vì Chúa nói rằng khi mà chúng con còn có những điều giận hờn, còn có những điều ganh tị, ghen ghét, thì Chúa sẽ không có lắng nghe và Chúa không có ban phước trên đời sống của chúng con. Cho nên chúng con tha thiết này xin với Cha, xin Ngài ban ơn để cho lòng của chúng con được nhẹ nhàng, tâm trí của chúng con luôn luôn thảnh thơi, để chúng con không có những sự ưu tư, không có điều gì trong tội lỗi riêng tư của mình mà ngăn trở được quyền năng của Đức Chúa Trời hết. Xin Chúa Ngài giúp đỡ thật nhiều cho chúng con, và nhất là Ngài cũng qua đó Ngài cũng sẽ thi thố quyền năng của sự chữa bệnh, quyền năng của việc mà Ngài làm cho công việc làm ăn của chúng con trở nên thịnh vượng, phát triển bội phần. Ngài sẽ làm cho gia đình của chúng con trở nên một mái ấm hạnh phúc, và Ngài ban ơn để cho tất cả mọi
điều ở trong cuộc sống của chúng con sẽ thấy được những kết quả thật là thỏa lòng ở trong cái cuộc sống của mình. Lạy Cha Thánh của chúng con, suốt một tuần lễ vừa qua chúng con đã cầu nguyện cho cháu Huy, và chúng con nài xin với Cha, xin Ngài tiếp tục ban ơn, Ngài cứu vớt đời sống của Huy, để rồi cháu sẽ có được quyền năng của Chúa, để quyền năng của Ngài sẽ khiến cho cháu được thay đổi tánh nết, tánh tình. Đây là điều mà chúng con biết rằng quyền lực của Satan đã làm cho đời sống của cháu trở nên thống khổ, vì cháu không có một cái tánh nết, tánh tình của một cơ đốc nhân, của sự chịu đựng, của sự hy sinh, của sự nhẫn nại, của sự vui mừng. Nhưng trái lại, cháu đòi hỏi những điều quá lớn, quá cao từ đời gia đình. Cháu không có sự thuận phục và không có một ý chí để mà có thể chấp nhận được những điều khó khăn hoặc là những sự dạy dỗ từ nơi cha mẹ. Con tha thiết xin Cha Ngài ban ơn để cho cháu Huy sẽ có được một đời sống được Chúa Ngài thay đổi về tánh nết, về tánh tình, về sự suy nghĩ của cháu, để cháu được qua những ngày tháng mà cháu sẽ được rèn luyện ở trong môi trường nào khác, thì cháu cũng sẽ có được một cái sự tinh kính và được ăn năn những tội lỗi của mình mà quay trở về với gia đình. Đó là điều mà chúng con tha thiết xin Chúa Ngài ban ơn, để cho cháu được thay đổi và quay trở về với gia đình với một cuộc sống thật là mới mẻ, tốt lành. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cũng cầu xin với Cha, suốt một tuần lễ vừa qua chúng con đã tha thiết xin Chúa Ngài ban ơn cho công việc làm ăn của các con cái của Chúa, cũng như đời sống của gia đình của cô Ánh. Thì chúng con thấy rằng Chúa cũng đã ban ơn cho cháu Hiếu đã được trở về nhà sau nhiều năm đi học hành phương xa, rồi về tại Việt Nam thì vẫn đã phải cách ly ở tại ngoài Hải Phòng suốt cả 1-2 tháng trời. Thì chúng con thấy rằng giờ phút mà cháu được trở về trong gia đình thật là vui vẻ và rất là hạnh phúc, bởi vì thấy rằng Chúa đã yêu thương và Ngài đã cho sự đoàn tụ rất là lớn trong gia đình của cô Ánh, từ vợ chồng Khánh Giang, bây giờ Hiếu, và rồi tất cả mọi người trong gia đình đều hiệp một lại trong sự cầu nguyện. Anh Sang cũng như cháu Quý Anh cũng đều có một tấm lòng tin kính nữa. Chúng con tin rằng Chúa Ngài sẽ làm cho gia đình này cứ luôn luôn được phát triển và được tươi mới, được đầy ơn của Chúa càng thêm hơn. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì suốt một tuần lễ đã đi làm việc vừa qua, Ngài đã ban ơn cho công việc của cô Nga, Ngài đã ban cho mọi sự được bình an, Ngài đã làm cho gia đình thấy được quyền năng của Chúa thật là kỳ diệu, Ngài thêm sức lực, Ngài ban cho những công việc làm mà đáng lẽ rằng những ngày tháng cách ly thì công việc trở lại thì khó khăn hơn, nhưng Chúa đã gìn giữ, Ngài đã giúp cho cô Nga cùng với lại Minh Đức và Minh Trung đều vượt qua được, đều có được một sự mới mẻ, được ơn của Ngài mà làm công việc thật là tốt lành cho công ty, cho xí nghiệp. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng đã ban ơn gìn giữ cho gia đình của Sang. Ngài đã ban ơn để cho Sang mỗi ngày đi làm và Chí Kiệt cũng siêng năng học hành, mọi sự đều được tốt đẹp trong suốt một tuần lễ vừa qua. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn cho Thanh Phú. Ngài đã giúp đỡ thật nhiều để cho Thanh Phú đã có được công việc để suy nghĩ sắp tới đây để mở một quán cà phê. Và xin Chúa Ngài cứ ban ơn và giúp đỡ thật nhiều cho quán cà phê Salom mà Thanh Phú sẽ dự định để mở. Và Ngài giúp đỡ thật nhiều để cho hai con của Thanh Phú sẽ cứ yêu mến Chúa và cứ giữ được cái nếp sống của con cái ở trong gia đình, biết nghe lời mẹ và biết học hành chăm chỉ, mặc dầu là học online. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ cho gia đình chị Quỳnh Thị Vân. Ngài đã ban ơn thật nhiều trên gia đình của chị trong sự trung tín, trong sự thờ phượng Chúa, để cho chị thấy được rằng cuộc sống của mình thật là quý báu, và Chúa đã ban phước cho chị rất là lạ lùng, tốt đẹp, từ bệnh tật đã trở nên một người được khỏe mạnh, từ một người mà yếu đuối trước đây, phải lo biết bao nhiêu công việc vất vả, thì Chúa đã ban cho chị sức khỏe, sức lực trở lại trong tuổi của mình hiện tại, để rồi chị chăm sóc cho các cháu ngoại và bà cụ, bà chính ở trong nhà ở tại Đà Lạt nữa. Chú ơi, chúng con cũng biết rằng nan đề của chị buổi sáng hôm nay đó là cháu con trai của Thục Quyên, trong việc phát ngôn, nói chuyện
thì chưa có được rõ ràng. Con cầu xin Chúa Ngài ban ơn thật nhiều để cho cháu có thể tập được cái sự nói chuyện chậm rãi và rõ ràng hơn, không còn có quá vội vã, không còn bị líu lưỡi nữa. Con xin Chúa Ngài ban ơn thật nhiều để cho cháu được thấy được sự dạy dỗ của Chúa mà cháu sửa lại, và cháu được trở nên một người ăn nói giỏi. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con cầu xin với cha, xin Ngài cũng nhớ đến con gái của Xuân Thu là cháu An nữa. Ngài biết cháu cũng có những tật nguyền riêng tư. Chúng con cầu xin Chúa Ngài thương xót và Ngài nâng đỡ cháu, Ngài chữa lành và ban cho cháu được sự bình an, khỏe mạnh, và Ngài cho cháu được thay đổi dần dần cuộc sống, sự suy nghĩ và sự hiểu biết mỗi ngày phát triển nhiều hơn. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con nhớ đến gia đình của chị Kiều. Chúng con xin Chúa Ngài ban ơn và chúc phước cho một tuần lễ đã trôi qua. Ngài đã bảo vệ cho anh Hùng trên giường bệnh. Ngài đã cho anh thấy được quyền năng kỳ diệu của Chúa, khiến cho anh không có bị sợ hãi và cũng không có bị nguy hiểm do nơi dịch bệnh đã ảnh hưởng đến thân thể, đời sống của anh. Lại cha yêu dấu con này, xin với cha, xin Ngài ban ơn. Ngài giúp đỡ để cho anh qua việc mà anh đã chứng kiến mọi người phải bệnh tật và chết chóc như thế nào, thì anh lấy lòng của mình mà yêu mến Chúa, kính sợ Ngài càng thêm hơn và làm chứng nhân tốt cho danh thánh của Ngài. Ngài cũng đã bổ sức cho chị Kiều, cũng có những lúc phải bệnh tật, cũng có những lúc phải bị tai nạn bất thường, bàn tay cũng bị bỏng, thì con cầu xin Chúa Ngài cũng đã ban ơn, Ngài cũng đã chữa lành và ban cho chị được bình an ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con cầu xin với cha, xin Ngài ở cùng với gia đình của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn trên gia đình của cô Cẩm. Ngài đã ban ơn thật nhiều để trên gia đình của cô mọi sự đều được tốt lành, mặc dầu chúng con cũng biết rằng đời sống công việc của cô tới tháng 11 mới có thể mở ra được để có thể làm nghề tóc trở lại. Nhưng chúng con tin rằng Chúa vẫn là đấng tiếp trợ, Ngài là đấng Jireh. Ngài sẽ ban cho gia đình của cô mọi sự được đầy đủ nhu cầu cần dùng. Ngài ban cho chồng của cô để sớm trở lại tin nhận Chúa và đầu phục Ngài, được thay đổi về đời sống, thay đổi về tâm tánh, về suy nghĩ, để rồi anh sẽ trở nên một nguồn phước, một niềm vui, đem lại sự hòa hợp ở trong gia đình nữa. Ngài ban ơn cho cháu Mỹ Quyền, trong khi đi làm thì Ngài cũng ban ơn cho cháu được mọi sự bình an, được tránh được những sự lây nhiễm bệnh tật mà ngày hôm nay chúng con cũng biết rằng virus vẫn còn đang lây lan nhiều ở trong ngoài xã hội. Chúng con cầu xin Chúa Ngài giữ gìn cho cháu được sự bình an. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ở cùng với Bảo Trân. Ngài ban ơn thật nhiều để cho Bảo Trân được đầy ơn của Chúa, để đời sống sẽ được Chúa Ngài ban cho mọi sự được tốt lành, để rồi mẹ của Bảo Trân cũng sẽ được khỏe mạnh bình an mỗi ngày, và Bảo Trân cũng sẽ sớm có cơ hội để làm chứng và thấy được quyền năng của Chúa Ngài, cảm động lòng của bà sớm trở lại tin nhận Chúa nữa. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng cầu xin Chúa Ngài ở cùng với cô Hữu Hạnh. Ngài ban ơn và chúc phước thật nhiều trên đời sống của cô. Ngài ban ơn để cho cô Hữu Hạnh sẽ nhận được sự bình an, sự tươi mới ở trong gia đình, để rồi Chúa Ngài sẽ làm cho các cháu, các con ở trong nhà đều biết nghe lời và hiểu biết được đời sống tin kính và vâng theo đường lối của Chúa một cách thật là tốt lành. Để rồi từ Phượng Cát cho đến các em Kim Thoại, Phú Vinh đều được Chúa chúc phước cho trong tuổi trẻ có được sự khôn ngoan, sáng suốt trong việc làm, trong việc học tập, và không có điều gì để đem lại sự lo lắng cho cô Hạnh trong khi cô phải lo lắng cho các con, các cháu của mình ở trong nhà. Và bà cụ Năm, bà Năm thì Chúa cũng sẽ chữa lành và gìn giữ cho bà khi có những bệnh tật bất thường. Chúng con tin rằng Chúa Ngài vẫn bảo bọc che chở cho bà. Chúng cầu xin với cha, xin Ngài ở cùng với cô Trinh. Ngài ban ơn thật nhiều để cho cô cùng với cô Trâm, để rồi các con cái của Chúa ở tại nơi xa, dầu ở tại Mỹ, nhưng mà với lòng tìm kiếm Chúa, Ngài luôn luôn bảo bọc che chở cho gia đình của mình trong sự bình an mỗi ngày. Trong các con cái của mình như là Khang, Thôi đều được che chở, gìn giữ một cách thật là tốt đẹp. Ngài ban ơn và cho Trâm qua khỏi những bệnh tật của thân thể, mặc dù phải chịu tật nguyền, nhưng Chúa Ngài sẽ chăm sóc và đừng để cho những bệnh tật nào làm cho Trâm sẽ phải bị kéo dài, như là bệnh ho vừa rồi thì xin Chúa Ngài cắt đứt đi và khiến cho Trâm không còn phải bị ho nữa. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Lạy cha nhân ái của chúng con,
Chúng con cầu xin với cha, xin Ngài cũng ban ơn và giúp đỡ thật nhiều trên gia đình của Khánh. Con cầu xin với cha, xin Ngài ban ơn thật nhiều để cho Khánh được đầy ơn của Chúa và công việc làm ăn được mở lại tốt đẹp, và trong gia đình mọi con cái đều có được sự vững vàng trong đức tin, để rồi Chúa cũng sẽ tiếp trợ, Chúa cũng ban công việc làm hàng ngày của Tuân, của Thư đều được Chúa ban cho thật là may mắn và tốt đẹp, cũng như Ngài ban ơn cho Thiên Ân đã trở về nhà thì cũng sẽ sớm có công việc ổn định nữa. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Con cầu xin với cha, xin Ngài cũng ban ơn và chúc phước thật nhiều trên nhà cô Việt Hương. Xin Chúa ban ơn thật nhiều để đời sống cô Việt Hương cũng sẽ được Chúa Ngài ban cho sự bình an, và gia đình con cái đều được Chúa Ngài lo liệu, nhất là cháu Nhã Ca ở tại Mỹ sớm có được visa để cháu sẽ yên ổn trong việc làm và sinh sống trong những ngày sắp tới. Con cầu xin Chúa Ngài ở cùng với gia đình cô Trân, Ngài ban ơn thật nhiều để trên gia đình của cô cùng với cháu Gia Ngọc, cháu Gia Hưng đều được chúc phước một cách thật là đầy đủ trong những lúc này, vì cả ba đều đã được Chúa ban cho làm con cái của Chúa, đã được đầy sự khôn sáng, hiểu biết và học hỏi được lời của Ngài thật là lạ lùng. Để rồi chính những giờ phút này là ba mẹ con là chỗ dựa, là nguồn phước hạnh cho anh Hùng, là người chồng của mình. Trước đây anh đã không có tin nơi Chúa, nhưng mà bây giờ thì Chúa đã khiến cho anh phải nhìn thấy được quyền năng của Chúa Trời qua bệnh tật, qua việc đột quỵ, để rồi anh thấy được gia đình của mình thật là hạnh phúc và được Chúa Ngài đã bảo vệ qua biết bao nhiêu sóng gió, qua biết bao nhiêu những điều mà nguy kịch rất là lớn lao, mà nếu như so với một gia đình người đời thì đã không còn có là một ngôi nhà yên ấm nữa, sẽ là một cái sự rất là ghê gớm, chứ không sao những cơn sóng gió to gió lớn vượt qua. Chúa ơi, chúng con cảm biết rằng Chúa đã yêu thương gia đình của chân thật nhiều. Xin Ngài thăm viếng và ban ơn để cho những điều còn sót lại trong sự khó khăn về kinh tế, Ngài cũng sẽ giải cứu và giúp đỡ trọn vẹn. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con cầu xin với cha, xin Ngài ở cùng với gia đình cô Bích. Ngài ban ơn thật nhiều để trên gia đình của cô trong suốt một tuần lễ vừa qua, trong sự bình an, mọi sự được tốt lành. Ngài cứ ban ơn cho cô cùng với lại cháu Quyền Trân, để rồi trong gia đình đều đầy dẫy những niềm vui và phước hạnh trọn vẹn, vì cớ chúng con là nhà của Chúa Trời, chúng con là nơi mà Chúa ngự. Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ bảo bọc thật nhiều trên đời sống của cô cũng như với cháu Quyền Trân. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Cha thánh của chúng con, xin Chúa Ngài nhớ đến bà Mục Sư Quang. Chúng con cầu xin Chúa Ngài thương xót, Ngài chữa lành để cho bà không còn bị rối loạn giấc ngủ nữa, và cho bà cũng sẽ được sức khỏe phục hồi trở lại nhanh chóng, để rồi bà cũng có những thời giờ cầu nguyện mỗi sáng với hết tại các con cái của Chúa. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng cầu xin với cha, xin Ngài ban ơn thật nhiều trên gia đình của Mục Sư Thịnh, để rồi gia đình của Mục Sư Thịnh đều được đầy ơn và được ơn lành của Chúa ban cho mà gây dựng đức tin và lớn lên trong sự mạnh mẽ bởi quyền năng của Chúa mà hầu việc Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Cha thánh của chúng con, ngày mai chúng con sẽ thờ phượng Chúa trên Zoom nữa. Chúng con biết rằng những thời giờ chúng con thờ phượng Chúa thì Ngài lắng nghe, Ngài nhìn thấy hết. Xin Chúa Ngài đổ phước xuống và Ngài tiếp tục nâng đỡ gìn giữ chúng con mỗi ngày trong một tinh thần chúng con hạ mình khiêm cung ở trước mặt Chúa. Chúng con cứ tìm kiếm mặt Ngài và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng con khi những khó khăn, những hoàn cảnh mà chúng con cùng cầu nguyện thay cho nhau. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con xin dâng một ngày mới của chúng con trong bàn tay chăm sóc gìn giữ của cha. Chúng con xin dâng danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn mỗi ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghiệp cùng chúng con. Xin chớ để chúng con cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh và ngợi khen Trời Thượng, vì tình yêu Ngài ban cho con bình. Tôn vinh và ngợi khen vua Giêsu cùng Chúa Thánh Linh quyền năng. Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư.